quá mẹ nào. Đi. Này ăn dưa nhá. Nào các mình lấy dưa ăn nhá. Đi thôi. Nào. Lạnh đâu rồi. Ăn dưa ăn nha. Đây. Dưa nhá. Mẹ con mình cắt dưa ăn nhá. Này, ngon chưa? Rồi để mẹ cắt nhá. Nó đủ lại nào. Rồi. Đi thôi. Rồi, con đang ở đây mẹ lấy cái bao tay này. Tay. Tối rồi à? Ừ. Nào đó nào. Không trèo đấy con. Ngã này. Ngồi đấy. Tao con ngồi đây. Đấy, đừng hết. Sợ chưa? Ngồi đây mẹ cắt cho. Nào để cái này mẹ cắt. Cắt quả nhá. Nào nào thích ăn dưa đúng không? Ôi nè nè, dưa cái này rồi con. Được rồi. Nào cái này tí nữa ăn với lấy chứ con. Nào để đây nha. Tí nữa lấy cho. Nào lấy dĩa sẵn sàng rồi đã. Đây đĩa của Na đây. Đây. Ơ à, không cần xiên luôn à? Đói quá rồi à? Ok nào. Đây, đây này. Na này. Đây của con đây. Bỏ này xuống cho mẹ. Đây con cầm nào. Cầm ăn nào. Cầm lấy. Rồi ăn đi. Cầm lấy cắn ăn. Rồi. Ăn đi. Ăn đi nhá. Ngon quá nhở. Để đi vào nhà ăn nhá. Bỏ đây. Nào nào để đây con. Để đây từ từ vào nhà ăn nào. Vào nhà rồi ăn nhá. Đi. Vào đây. Đây, cho bà Nam vào đây. Của con này. Đây. Ừ. Cầm. Rồi con ăn đi. Không, cầm bằng cái này ăn. Rồi ăn đi con. Giỏi quá. Giỏi. Nào đợi mày lấy cái khác nào. Bên này gần hết rồi. Đây, con Na đây. Ờ, Na cầm ăn đi, cầm xiên ra. Na ăn ngon nhỉ? Ăn dưa ngon chưa? Cầm giỏi quá. Đấy, tao cái.
À, mày lấy giấy cho con nhá. Lấy giấy con. Đấy, đây là giấy này. Giấy này con. Giấy đây. Đây. Này. Giấy lau miệng của con này. Lau miệng chưa? Này. Lau miệng đi. Lau đi con. Ô, xé rồi à? Để mẹ lau nào. Để lau. Để mẹ lau chưa? Mẹ lau chưa? Mẹ lau. Nào nữa không? Đây. No rồi à? Rồi. Đây, ghế đây. Xuống đây ngồi ăn. Xuống đây. Để ăn này. Ăn là con phải ngồi một chỗ ăn chưa, không chạy nhảy ăn là đau bụng đấy. À đây em cho miếng dài nào, có khó cắn nào. Đây đổi nào, này cho con cái này này, không cần luôn à. Đây con cần miếng này này. Đó, lại no lại chơi. Vậy mày để đây nhá. Khi nào đói xuống ăn nhá. Một cái này chắc mà. Bục lại nhá. Đấy, chỗ này chắn là chơi. Rồi. Giỏi quá. Khi nào đói lại ghế ngoài ăn tiếp nhá. Thấy cái gì rồi à? Nào xuống mẹ nào. Đây, con ăn nữa không? Con ăn. Rồi, con nhé. Ngon quá nhỉ. Giỏi quá. Giật mạnh cái để ra cầm tay luôn ạ. Cầm cái này mới không bẩn tay chứ. Rồi cắt nha, đang ngồi đây chơi nhá. Rồi cắt mẹ nấu cơm nhá. Đang ngồi đây chơi nhá.